Ok, xin chào mọi người, xin chào tập, xin chào đại gia đình nha. Hôm nay mình dẫn phái đoàn, anh từ đâu đến vậy? Về nẻ đại. Ở đại ở đâu? Về nẻ đại đó, tiếng Việt mày chịu không hiểu hả? Không. Canada đó. Ồ, vậy hả? Dạ, dịch thăng tiếng Việt đó. Ồ, không biết. Ồ, anh ở Canada. Dạ, đúng rồi. Qua đi chơi hả? Dạ, không phải qua đi chơi, qua đi làm công việc. Qua đây làm công việc. Không giống kiểu này chết rồi đúng không? Không sao, vui mà. Làm lại. Đó, hôm nay mình dẫn phái đoàn từ Canada qua nha. Thấy không? Canada hơi già trắng bóc rồi thấy không? Thấy dân Florida đang thù lui à. Đoàn Việt Kiều Canada và Việt Kiều Việt Nam. Ồ, ở Việt Nam hả? Anh ở Việt Nam? Ồ, Việt Nam anh ở đâu anh? Ở Sài Gòn chị. Ồ, Sài Gòn hả? Sài Gòn Bình Thạnh không? Ừ, em Bình Thạnh luôn. Dạ. Đây, em Bình Thạnh nè. Ở chỗ nào chị? Ở Bà Chiểu á, chỗ Bà Chiểu phường 2 á. Rồi, giờ chúng tôi rời bến nha. Chuẩn bị lấy chài lên kiếm chài, kiếm cá, à, nấu canh chua coi. Không cần. Chỗ này không sao, chỗ này không sao. Chỗ này không cần giày. Để lấy đồ già cho anh cho yên tâm. Dạ. Ở trên đây nấu đồ ăn đi nghe không? Thằng Hiếu khai trương con cho người ta con coi. Đó là mò ốc ra. Nè đây. Đây là ốc. Sang không? Đang làm gì vậy mày? Đang rửa ốc. Đủ xịt. Nhóc muốn tắm không? Nhóc rồi. Ờ, đây cho sạch. Em bỏ xuống cho nó kìa. Ôi, ốc này ngon lắm nè. Ốc này ăn ngon lắm á. Nhưng mà con này đâu ăn đâu, này chết rồi. Con này được nè. Con nó ngon lắm. Lát mình lên nhìn nướng ăn. Ốc mỡ. Ôi, có con cua đẹp lắm nè. Thấy không? Thấy con cua không? Đây là quay gần luôn nè. Cho em coi coi. Đây. Mẹ đó. Wow. Wow, cổ ốc gai là bự ghê luôn á, hết xù luôn. Hết xù luôn cái gì? Mấy ốc này ốc gì? Mấy ốc này ăn được phải không? Nó mà ngủ ốc nó ngon mà, ăn gỏi nó làm gỏi xoài cho ăn. Ôi dạ. Quá đẹp. Nó làm gỏi xoài cho ăn nha. Hết thì bắt tiếp. Dơ lắm đây kìa, đảo kia đẹp lắm. Cái đảo kia đẹp hơn. Vui hả? Anh, cái con này chị nói là ốc mỡ nè. Đúng rồi. Đúng ngon lắm. Đó, bây giờ ra dù lên nè. Thật sự là cái anh thuyền trưởng này, anh có tâm. Có tâm quá. Chỉ cho mọi người không à. Anh tìm. Giờ chúng tôi đi vô bãi cạn để kiếm mồi để sinh tồn. Trời ơi, bọn mình cầm 3-4 máy luôn á. Ủa, nó cạn xìu luôn mà đừng vô nữa, đó nó cạn trắng luôn á. Đâu? Thấy không? Trời ơi, thấy ốc bự quá.
quá rồi nó nhảy xuống. Không bắt đâu. Rừng xào lăng nha, ngay tại biển nha mọi người. Đó, thấy chưa hấp dẫn không? Wow, món đặc sản luôn đó. Em mang chiếc cầm ca. Ô,
la lưới như này hả? Nè, nè, nướng ốc nè. Mấy ốc lên hả? Chỗ nào chưa? Thank you.
Rồi. Rồi được cứu rồi. Sao anh nãy giờ nó ăn gì chưa vậy? Ăn gì hết rồi chị ơi. Đúng rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng ra được bãi cạn rồi. Đứng bãi cạn là cạn dữ lắm á, bởi vậy ra không được, không kịp rồi nó đứng là nằm luôn chỗ luôn á. Mà tranh thủ là đẩy ra, sơ ý một cái là nó cạn lẹ lắm. Nhằm lúc nó cạn mà bão tới nữa, thôi đi đồ giông gió tới mưa ra, nhưng mà ok, em tin ok. Sau khi trốn bão rồi đi về ăn nè. Coi anh đây nấu gì đây. Coi đập đá. Bắn. Ốc hả? Ui. Sống nè. Ồ, ốc nó bự cái xù luôn á. Trời. Vậy anh gõ không đúng chảo. Gõ đúng chảo là ra. Không. Giờ lấy dao cười đừng cái là ra. Tại gì á? Gõ cái đít nó. Ừ. Thì nó mới chịu ra. Ờ. Chảo lấy cưa cưa luôn. Gì ghê vậy? Làm con ốc thôi mà ghê cưa luôn.
ra chưa? Giờ lấy này ra. Rồi đó ra easy. Thiếu làm. Thiếu mà làm thôi. Chết luôn. Quá ngon luôn. Ôi con nó ăn là thôi là ngọt lắm ha. Con ăn cua nó đó. Đúng không? Con cua nó ăn ngọt lắm rồi. Lát chờ kia ăn cua đi. Đây là ốc làm sashimi nha. Ăn sống nha. Món này chỉ có ở Florida có thôi. Bắt lên rồi ăn liền đúng không? Nó bỏ không? Ừ. Chứ ăn đau bụng không? Mấy cái này chỉ rong biển thôi. Nó ăn rong à? Rồi dính cây luôn. Rớt. Rớt. Rồi ra cây sắt. Có thớt ngoài kia kìa. Không cho. Rớt rồi thành mì trắng luôn. Đó. Dao rồi ra. Đó, con dao anh múa mài này đó. Lấy con cua ra chứ không? Hả? Cua đây nè. Cua đang sung lắm luôn. Không biết vô này. Rồi, đưa ai muốn ăn đi. À. Ai lấy anh lấy cua luôn. Sung quá. Nãy anh đừng có ăn nói nha. Gì đâu. Anh cái đâu có nói gì đâu, anh cười thôi mà. Đâu không hiểu. Trời ơi, con này. Con này là mạnh lắm á, tại nó quá bự luôn á. Quá sung. Ừ. Ừ. Này ngầu gì. Kìa đưa anh ấy ăn đi. Hoàng ơi. Hoàng. Dạ. Anh chấm muối quất cái này đi. Bây giờ làm liền đi chứ, cầu gì cho muối. Bước. Tên nào? Trời ơi. Đó sung lắm à. Ba cháy đó. Trời nè, nó tự sung. Kiếm ăn không có dễ. Ồ, Hiếu đang khéo tay quá. Tự sung luôn. Tự sung, tự sướng quá không? Đi ra làm đi rượu các bạn ơi. Quá ngon luôn rồi. Hiếu nó giỏi quá. Too sweet. À, con chỉ ăn một cái nữa thôi. Uh-huh. Nửa cái đó. hấp dẫn không? Trời ơi, cái này có tiền cũng mua cũng không có, nó kiếm khó lắm ơi, giỡn đâu. Đúng không ạ? À? Đúng không Hiếu? Đúng rồi, có tiền cũng không mua được cái này. Kiếm coi như là may mắn lắm mới được cái con bự này nè. Mà nếu mà kiếm đúng Hiếu là nhiều chỗ con bự này lắm. Đúng không? Đúng rồi, xuống dưới Key West là nhóc mà. Trời ơi, xuống... Nó gọi là King Kong, chứ không phải là... Nó gọi là con King Kong. King luôn á, là bự luôn á. Không phải là Queen, Queen nó cắm. Ồ. Con King á là nó màu đỏ. King cho hả? Ờ, King cho. Có Queen nó không cho. Ồ. Xuống dưới con mà cỡ dày, cỡ dày không rồi. Wow. Đã vậy. Bắt là một nồi. Rồi có đó là limit không? Không. King Kong hả? King King Kong hả? Con King á. Ok, để biết lên search Google thử coi cái hình dáng thế nào mới biết được chứ. Nó sân á. Rồi sao rồi? Tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Ôi xoài nữa hả? Ghê thiệt. Đây là chúng anh đang làm gói ốc cho anh em ăn nè.
cái đâu rồi? Cái này gỏi phải không? Cái kia ấy phải không? Bỏ nước rồi vô. Rồi trộn lên. Sóc lên. Xong chưa? Nêm ném giùm em cái. Nêm ném gì nữa? Đủ rồi. Rồi. Đây, gỏi xoài xong rồi nè. Đó, thấy chưa? Ốc ngon lạnh luôn. Gỏi xoài, xem simi. Thôi hôm nay mình gặp nhau kết bạn đi. Hôm nay em xuống, có dịp em xuống đây em sẽ ghé thăm anh chị. Còn hôm nào anh chị mà có dịp đến Bắc Cực á. Bắc Cực rồi đó nghe. Tôi lên tô. Lấy nó sao vậy? À, Bắc Mỹ đi. Bắc Mỹ đi. Thì anh chị em mời anh chị đến nhà em cũng tiếp đãi cây nhà lá vườn vậy thôi. Thì anh em mình tự duyên tới không? Đến đâu có gì mà đi gặp tôi. Không. Dạ. Mến nhau. Rồi. Mến nhau thì gặp nhiều. Có dịp mà, có dịp sẽ qua đó mà. Có dịp. Còn cái số thợ sáng ai gọi số nhắn ai. Ăn thử gọi chị. Số đó của tụi em nhưng mà ở Việt Nam em qua không thiếu, tụi em bỏ rồi. Không biết. Không em bỏ rồi. Còn cái số Canada. Em muốn gì? Bên này trong quay hết trơn rồi đó. Dạ, dạ, dạ. Thấy đàn bà không? Bà ăn, ông này ăn, tên gì à? Ngọt ha. Ừ, ngồi nó ăn luôn anh. Tên thiệt trời, đúng không? Ivy. Ivy đúng ăn không? Ăn giỏi ghê luôn á. Nên này. Ivy chồng. Ăn ngốc sống luôn á. Ôi, trời ơi. Canada nữa anh chứ. Qua đi. Bún chanh vô nữa. Bún chanh nữa con. Ăn nhiều đi con. Ra một cái nữa. Cái nữa thôi hả? Wow, no quá rồi. Thôi, giờ xin mình xin tạm ngừng cái video này nha. Ok nha. Yeah, bye bye anh nha. See you next time. We will see you next time. Xin hẹn mọi người video kế tiếp sẽ có nhiều tiếp hay và chia sẻ tiếp cho mọi người nha. Tại bây giờ em qua đây á, cái số em